Thâm nhập băng nhóm giang hồ phía Tây Hà Nội, phần 1 băng nhóm Bảy Thẹo. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh OV Đại Bàng. Ngoại thành phía Tây Hà Nội nhiều năm nay là nơi hùng cứ của băng nhóm giang hồ do Bảy Sẹo cầm đầu, với nhiều thành tích bất hảo cũng như làm khiếp đảm người dân sống ở đây. Bảy Sẹo thường ném đá dấu tay, Bảy Sẹo không mấy khi trực tiếp nhận những hợp đồng thanh toán giang hồ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt hoặc bảo kê. Tất cả đều do tay chân của hắn ra mặt, rất nhiều vụ dù Bảy Sẹo là người cầm đầu nhưng khi cần đàn em phải đứng ra nhận tội, luật giang hồ là thế, nhưng đàn em của Bảy Sẹo lại sớm nhận ra, ông anh không trí tình đền đáp như luật quy định, có những đứa em đã đi gần hết án mà bản thân và gia đình vẫn chưa bao giờ nhận được sự hỗ trợ nào từ phía Bảy Sẹo, đành ngậm đắng nuốt cay, mạnh chó, một đàn em thân cận của Bảy Sẹo đang bị giam tại công an huyện Thạch Tất nói hận lắm xa cờ lỡ vận là đàn anh quay ngoắt luôn nói ra thì sợ đàn anh trả thù đằng nào thì đôi tay em cũng chót nhúng chàm vì anh rồi cố chịu vậy sau này ra tù tìm cách đi khỏi quê hương để có cơ hội làm lại cuộc đời em sợ nhất là ra tù không may lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn ấy thì đúng là giết cha mẹ mình lại khốn nạn đời mình một buổi tối tiến ngãnh một đàn em của bảy sẹo nhận được cú điện thoại từ số máy lạ sau một lúc loanh quanh nhận bà con bằng việc hôm trước chị em mình có chơi đá cùng nhau ở vũ trường amg hà nội tôi nhập đề thẳng chị muốn kiếm đá cho việc kinh doanh lâu dài bị bắt trúng tim đen tiến ngãnh đổi giọng đồng ý hẹn gặp người phụ nữ lạ từ tiến tôi đến được với đường dây buôn bán mai thúy đá do trường giang và mạnh chó cầm đầu hai tên này vốn là tay chân thân cận của bảy sẹo Tôi và Tiến hẹn nhau ở một quán cà phê gần trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai. Tiến đồng ý giúp tôi tiếp cận với đường dây buôn bán mai thúy đá lớn nhất khu vực thạch thất Quốc Oai. Trước đó, tôi đã được một con nghiện ở Quốc Oai cung cấp thông tin về Tiến Ngãnh. Tuy không có vị trí quan trọng quanh Bảy Sẹo, nhưng Tiến đã nhiều lần tham gia đâm chém giúp nhóm của Bảy Sẹo lấy số trên giang hồ. Nghề chính của Tiến là đâm chém, cá độ bóng đá, lô đề, tổ chức cờ bạc, đòi nợ thuê và cưỡng đoạt tài sản của người lương thiện. Tiến từng có thời kỳ bán mai thúy đá, hắn cầm đầu một nhóm giang hồ nhỏ khi nhiều nhất khoảng 20 tên. Tôi đặt vấn đề muốn mở vũ trường cần có nguồn hàng đảm bảo số lượng và thời gian. Tiến ngãnh nói, giờ em đã gác kiếm, không còn tiếp xúc với Mai Thúy và những ân án giang hồ nữa. Em đang hưởng án treo 36 tháng vì dính vào một vụ cưỡng đoạt tài sản bên khu công nghiệp Thạch Thất. Vụ đó em không tham gia, nhưng em được phím nhận tội thay cho một thằng trong bang. Tôi ngạc nhiên, sao có thể dễ thay đổi sự thật được? Tiến cười chua chát không dễ khi không có tiền thôi bà chị ạ à. có tiền thì cái gì cũng thay đổi được hết là ngay sang chuyện khác tiến khuyên tôi nếu mở vũ trường thì cần phải găm hàng bọn trẻ bây giờ nhiều đứa sẵn sàng đâm đầu vào mai thúy đá lắm có đá mới làm liều được có đá trong người mới có số nghề của tụi em lúc nào trong người cũng có súng đào kiếm mã tấu thì chất thành đống trong nhà tôi cười súng đồ chơi chứ gì súng thật chỉ khác súng của công an ở chỗ súng công an thì có số, có giấy phép và được quản lý. Còn súng của bọn em là súng nhập lậu. Đứa nào làm nghề mặt trái như em cũng buộc phải găm súng bên mình. Mỗi khẩu giá khoảng 20 đến 30 triệu đồng. Một hợp đồng với hai vết chém người, em thưa tiền để mua một khẩu súng. Tôi không khỏi dùng mình dù trước khi gặp Tiến tôi đã nghe kể về Y. Tôi vốn nghĩ Tiến sẽ giấu những chuyện kinh khủng mà Y đã làm, nhưng tôi đã lầm. Tiến hồn nhiên kể, cứ như thể quãng thời gian tăm tối kia mới chính là lẽ sống của y. Tôi hỏi Tiến, ai dạy em bắn súng, múa kiếm? Tiến cười khẩy, thầy dạy của em là người nước ngoài. Ông methamphetamine hydrochloride, gọi tắt là mê. Ông này còn có một cái tên khác, Mai Thúy Đá. Dân như em hay gọi là đồ. Giờ chị cũng nên gọi là đồ thôi nhé. Như vậy nếu có nhắn tin cho đối tác để lấy hàng cũng khó bị phát hiện. Ví dụ như hôm nay em chạy đồ cho chị, số lượng bao nhiêu đấy, tự khắc giới chạy đồ sẽ hiểu thôi. Tiến giải thích thêm, đồ ở dạng tinh thể, nhìn giống những viên đá nhỏ li ti như hạt bột ngọt, óng ánh, nhưng đó là một hóa chất kích thích gây nghiện mạnh. Mai thúy đá có thể gây nghiện gấp nhiều lần so với mai thúy và hàng trắng, làm cho người sử dụng bị lệ thuộc về mặt tâm thần và nhanh chóng bị rối loạn, hoang tưởng. Dùng đồ dễ chết bất đắc kỳ tử lắm khi cần bọn em dùng đồ để có thể tan ác lạnh lùng. Chỉ khi nào ngáo đá, bọn em mới dám cầm súng chĩa thẳng vào đầu người khác. Rồi tiến ngãnh liệt kê nhiều vụ nổ súng thanh toán nhau giữa những nhóm giang hồ trên địa bàn mà nó tham gia. Trước mỗi vụ thanh toán nhau có sử dụng hàng nóng, bọn thanh niên choi choi như tiến đều phải dùng mai thúy để ngáo. Có bị thương cũng không biết đau. Lỡ gây thương vong cho kẻ khác thì không biết sợ. Tiến cảnh báo tôi, nếu chị không rút ra được, dân ra, chị sẽ bị thần kinh đấy. Thằng mạnh chó, đàn em của ông Bảy Sẹo đã bị đại ca và các anh em bỏ rơi vì ngáo nhiều quá, nên phát điên rồi. Đứa con giang hồ Khi mạnh chó thực sự trở thành tên giang hồ chém người không ghê tay, cũng là lúc người ta kéo về thạch thất quốc oai, cắm cọc, phân lô, dựng nên những khu công nghiệp hiện đại. Lúc này mạnh chó đã là cánh tay đắc lực của Bảy Sẹo, chuyên cướp bóc, chấn lột những người từ nơi khác đến làm ăn trên địa bàn. Tiến ngãnh không biết Mạnh Chó đã bị bắt nên bảo tôi đến tìm Mạnh để bắt mối chạy đồ. Lâu rồi em không liên lạc với bọn nó, chị cứ đến khu vực Cống Đặng, Thạch Thất mà hỏi bất cứ ai cũng biết nhà thằng Mạnh Chó ở đâu. Qua nó chị sẽ được đáp ứng nhu cầu về Mai Thúy Đá, Tiến quả quyết. Chúng tôi tìm đến tận thôn Phú Ổ, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất để hỏi thăm về Mạnh Chó, đúng như Tiến nói ai cũng biết mạnh chó người chỉ đường nhìn tôi hồi lâu và bảo thằng mạnh chó nổi tiếng như cồn dạo trước đi đâu cũng kè kè khẩu súng có đêm hắn cầm khẩu súng truy đuổi kẻ thù quanh làng mà kẻ thù là do hắn tưởng tượng chứ đâu có ai cả làng phú ổ ai cũng sợ những thằng quái dị như nó tay xe ôm đứng ngay cống đặng dù biết nhà mạnh chó cũng chẳng chịu dẫn đường sau này tôi hiểu ra gần đây mạnh chó thường xuyên bị ngáo đá hàng xóm rất ngại liên quan mạnh tỉnh táo vốn dĩ đã hung ác lắm rồi huống hổ lúc ngáo đá Người ta sợ dẫn đường, nhỡ nó biết là ăn đạn chứ chẳng chơi, tốt hơn cứ tránh xa cho lành. Cha mẹ Mạnh đang ngày một héo hắt vì con, năm 17 tuổi Mạnh chó đi theo giang hồ. Nó nào biết khi xa cờ lỡ vận, người lo cho nó lại chẳng phải là đám đàn anh giang hồ ấy. Mẹ Mạnh tâm sự, tôi gần như quỳ gối xin nó đừng đi theo anh Bảy nữa, quay về với bố mẹ, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nhưng nó bảo, còn chót nhúng chàm rồi mẹ ạ, muốn thoát ra đâu có dễ. Rồi nó lại đi, mỗi khi nghĩ đến con, lòng tôi đau như sát muối. Thỉnh thoảng nó dẫn đám bạn về nhà ngủ qua đêm, mấy thằng cùng làng dùng mai thúy ở đâu đó, rồi nên bị ngáo đá, cả lũ với nhau. Vợ chồng tôi nằm buồn bên kia, cứ run lên vì sợ. Người làng tôi chưa ai sinh ra những đứa con biến thái như vậy. Tôi cứ tưởng con mình bị tâm thần, định đưa nó đi ba thá, một trại tâm thần nổi tiếng ở tỉnh Hà Tây cũ. Nhưng nó bảo, con không điên, chỉ ngáo đá thôi. Nó lấy từ gót giày ra một gói nhỏ, dùng cái này, con sẽ làm những điều không tưởng nổi. Lúc nào nó cũng hình dung ra nó đang bị hàng trăm người truy sát, có lúc vợ chồng tôi đang ngủ say, từ bên phòng nó có tiếng nổ đung đung, hóa ra nó lại ngáo đá nên lôi súng ra bắn thủng trần nhà. Tôi chạy sang xem sao thì nó chốt chặn cửa lại, đuổi tôi ra ngoài. Nó bảo mẹ kệ con, đứng vào đây, nếu không thì con bắn mẹ mất. Có đêm đang ở nhà bỗng dưng mạnh biến mất, tôi chạy ra giữa cánh đồng gọi tên con trong tuyệt vọng, rồi tôi nhận được điện thoại của người xóm trên bảo tôi đi đón thằng mạnh về, nó đang ngáo đá. Lần này nó tưởng tượng ra có một đám giang hồ Hải Phòng đang cầm súng truy bắt nó để giết. Nó sợ hãi chạy thục mạng đến nhà một người nó không hề quen, treo lên bức tường cao 2 mét mở được cả những cánh cửa khóa kiên cố của gia đình nhà người ta. Nó chui tọt vào buồng ngủ, bước qua đứa bé sơ sinh và một người đàn bà mới đẻ đang ngủ say. Nó ngồi thu lưu ở góc màn, làm nhàm khiến người đàn bà thức giấc, cả gia đình nhà kia bị một phen hoảng hồn. May mà Mạnh không có súng, cũng chẳng giữ tợn như mọi khi. Nó van xin người phụ nữ cứu giúp, che chở cho nó. Chúng tôi đã sống những tháng ngày căng như dây đàn, chứng kiến con mình hang tuần không chợp mắt. Suốt ngày chạy trốn ai đó rồi lại cầm súng đuổi ai đó. Đau lòng lắm cô ạ. Quân tốt bị bỏ rơi. Chuyện mạnh chó phát điên lan truyền nhanh chóng, bố của mạnh dẫn tôi đi khắp nhà, chỉ những vết thủng trên nóc nhà, cửa kính, tường nhà, nói nó dùng súng bắn nát tường vì nghe nói cô gái nó định lấy đã bỏ nó tôi sợ nếu cứ để con có súng như vậy có ngày nó bắn chết bố mẹ mình cũng nên một chiều tôi nhờ anh em xã hội của nó lừa lấy đi khẩu súng của nó tôi hỏi ông bà có biết con mình phạm những tội gì không mẹ mạnh bật khóc Tôi biết nó nghe theo chỉ đạo của các đàn anh đi thu phế của những người bán hàng và doanh nghiệp ở Thạch Thất. Còn Mai Thúy tôi nghĩ mạnh chỉ dùng thôi chứ không bán. Tôi có chứng kiến nhiều lần thằng Trường Giang, người cùng làng là bạn thân của Mạnh Chó, để rất nhiều Mai Thúy đá trong giày. Có người gọi điện, nó hẹn đến tận nhà tôi lấy hàng. Trên người Trường Giang, lúc nào cũng có Mai Thúy, mà công an có bắt được nó đâu. Thằng Mạnh nhà tôi có vốn đâu mà buôn Mai Thúy, nó ngu lắm, ngu như chó, nên mới có biệt danh là Mạnh Chó. Nó thích giang hồ, sống vì anh em bạn bè, toàn nhận thiệt thòi về mình. Nhưng với bố mẹ thì một đồng nó cũng chẳng cho. Mua trước tôi chỉ xin nó một triệu để mua phần đạm bón lúa mà nó nhất định không cho. Nó bảo tiền xã hội bạc lắm, không đem về nhà được. Còn có bạc tỷ thì mẹ cũng đừng nghĩ là con sẽ cho mẹ đồng nào. Trước đây ba tháng đột nhiên mạnh bật tin trên giang hồ có người đồn mạnh chó bỏ đi biệt tích, có người đoán hắn định cư trong trại tâm thần vì ngáo đá nặng quá. Thật ra, mạnh chó đã bị tóm. Thời gian trôi, nằm trong trại giam, mạnh chó nhận ra một sự thật vũ phàng. Nó hoàn toàn bị đại ca bảy sẹo bỏ rơi. Bố mẹ mạnh kể, vợ chồng tôi nghèo khổ, cơm không đủ ăn, mà có người xưng là đàn em của bảy sẹo mò đến lấy đi 30 triệu đồng để chạy án cho thằng mạnh. Hôm nọ tôi hỏi lại thì chúng nó nói nhận tiền giúp con tôi chạy án đã bị kỷ luật, chuyển công tác khác. Chúng tôi đành ngậm đắng nút cay, mình thấp cổ bé họng, người ta nói gì thì biết thế thôi. Tiền đút lót thì làm sao mà lấy lại được. Sau này thi thoảng có người gọi cho tôi đòi phải đưa ít nhất 4 triệu nữa mới giữ được mạnh ở huyện. Bằng không, họ sẽ đưa con tôi ra hỏa lò, chạy giam số 1 công an Hà Nội, tít ngoài cầu diễn. Mỗi lần như thế, tôi lại phải đi vay mượn bà con lối xóm để lấy tiền lo lót cho con bớt khổ. Vợ chồng người nông dân khốn khổ ấy chẳng biết đến bao giờ mới được yên thân. Trước hôm chúng tôi đến thăm, Trường Giang vừa xuất hiện ở nhà Mạnh Chó, thông báo với bố mẹ Mạnh một tin, anh Bảy Sẹo đã vỡ nợ, chắc chắn không lo được cho Mạnh nữa. Cô chú phải bán đất hay làm gì thì làm, miễn sao chuẩn bị cho cháu ít nhất 60 triệu để cháu thêm vào lo cho thằng Mạnh. Ngày hôm sau, Mạnh gọi điện về nhà. Dù quá trình bị can đang bị điều tra, nghiêm cấm mọi liên lạc với bên ngoài để tránh thông cung. Ngập ngừng nhờ mẹ tìm cách xoay bằng được 60 triệu đồng đưa cho Trường Giang để lo án cho nó. Người mẹ chết lặng, trước mắt bà chẳng biết xoay sở cách nào. Trên đây là phần 1 về series thâm nhập bằng nhóm giang hồ phía Tây Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem phần 2, hành trình tội lỗi của băng nhóm này như thế nào nhé. Video của chúng tôi đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo.